Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó là chụp la răng Isuzu Highlander 2005. Mã sản phẩm của nó là 965000570, được sản xuất bởi công ty Isuzu Nhật Bản, được nhập khẩu trực tiếp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Isuzu Việt Nam và được phân phối bởi An Thái Auto. Được sản xuất hiện tại cho đến hôm nay thì được sản xuất tại các nước như Indonesia, Philippines, Việt Nam và Trung Quốc. Đây, xin mời anh em sẽ nhìn tổng quan của chiếc ốp đấy. Đây là mặt trong, mặt ngoài và đây là cái bấu để cầm. Khi anh em cần thiết thay chỉ cần xoay ốp vào là xong. Xin cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.